nhiều lên rồi các bạn ơi. Ôi đừng có lên cây nha. Đấy, lên rồi nha. Bay khá là cao rồi các bạn. Giờ mình tới mình thả dây cho nó bay lên cao hơn nữa nha các bạn nha. Các bạn ơi, con diều của mình nó đang bay mà nó bị gãy rồi các bạn ơi. Xin chào bạn nha. Thì mình đã làm xong con diều các bạn rồi nha bạn. Đây nè. Thì mình đang để nó đằng đây. Còn cái dây á, dây diều mình cột lúc đằng cây này kia à. Thì nay đi thả có mình nên phải cột dây vô cây các bạn. Thì con này mình nghĩ là nó hơi nhẹ đầu các bạn. Mình thả thử thì nó cũng hơi lạng á. Nên là mình có buộc cho nó đây một cục đá vô nè các bạn. Bây giờ mình sẽ thả thử xem là con này có bay được không nha các bạn nha. Đây nè các bạn. Thì dây mình cột lúc đằng kia các bạn thấy không? Hơi bị xa luôn. Con diều của mình nè thì nó có dư phần đuôi á, mình đã cắt ra rồi nha. Giờ gió đang mạnh mình thả lên thử nha các bạn. Ôi ôi lạng rồi. Chết xoay rồi. Ui từ từ, hình như lèo nó bị chật các bạn à. Giờ mình sẽ thả nó lại nha các bạn, đợi gió một xíu đã. Gió đang tới rồi nè các bạn à. Chuẩn bị nè, 1 2 3. Đấy, diều lên rồi các bạn ơi. Ôi đừng có lên cây nha. Đấy, lên rồi nha. Bay khá là cao rồi các bạn. Giờ mình tới mình thả dây cho nó bay lên cao hơn nữa nha các bạn nha. Các bạn ơi, con diều của mình nó đang bay mà nó bị gãy rồi các bạn ơi. Coi kìa. Ôi sao xong. Đây nè các bạn. Nó bị gãy nè. Nó gãy đâu nè, hình như cái cục gạch nó đập vô cái con diều mình á. Phần này nè các bạn. Đó, cái cục gạch nó đập vô nên bị gãy cái diều ra nè. Phần này bị gãy rồi nè. Đây mình quay rõ nè. Đấy, các bạn thấy không? Nó bị gãy nè các bạn. Tắt điện thoại tới để tới dây, thả dây ra thêm quay cho các bạn xem á. Cái tự nhiên nó làm cái tặc cái đó, nó đang rồi mình quay lên các bạn thôi đó.
Đôi nó vẫn còn bay được nha. Ôi nhưng mà gãy rồi. Rồi xong rồi. Ôi nó vẫn còn bay được cả. Các bạn nhìn nó bay kìa. Ảo ghê trời. Mà nó quay vòng vòng luôn à. Hình như nó gãy hai cây luôn hay sao á. Ui nó còn bay được mà lạng quá các bạn. Mà nó không rớt. Ui nó cứ xoay vòng tròn mà nó không rớt. Ui hay nhờ. Rồi xong. Nãy á nó dính lúc bên kia bạn, mình kéo xuống đây nè nè. Kéo xuống đây nè. Thì hôm qua con diều sông văn của mình nó cũng dính ngang đây, giờ thêm con này nữa. Ok. Rồi te tu luôn à. Đây gãy rồi các bạn ạ. Các bạn xem nè. Nãy nó gãy một xíu rồi, bây giờ nó rách luôn bị luôn rồi các bạn. Để giờ thả thử bay không. Nãy còn bay được mà các bạn. Giờ thả thử xem bay không nha. Gỡ cục đá ra luôn nha các bạn. Đây mình gỡ cái cục gạch ra cho các bạn xem rõ nè. Nãy nó gãy cái diều rồi nè các bạn. Xong. Tê tu luôn. Công sức làm bây giờ gãy tiếp nữa à. Xu thì chứ. Đến là cây cũng dày lắm mà sao gãy vậy ta. Gió mạnh quá các bạn. Gió cực mạnh luôn á. Thả thử còn bay không nha. Hết bay não luôn à. Xong rồi các bạn ơi. Hôm nay vẫn tiếp tục xuôi nha các bạn. Sao bữa giờ tuần này á, trong tuần này mình thả diều bao xuôi luôn. Diều thì không bay rồi quay gì đó. Bữa thì có con diều mẹ bồng con á thì bay ngon lành các bạn. Giờ con này cũng đang bay ngon lành cái rồi bây giờ gãy cây luôn à. Thì các bạn muốn mình làm diều gì nữa thì comment ở phía dưới video này nha. Thì mình sẽ làm theo các bạn. Chứ con diều này là banh chành rồi các bạn. Để bữa nào làm một con nào đó ngon ngon để thả nha các bạn. Xin lỗi các bạn nhiều nha vì hôm nay là diều đang bay thì cũng bị gãy các bạn quá là xui luôn. Thì mong các bạn thông cảm cho mình ha. Thì có lẽ là bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha. Nếu bạn nào thấy video của mình hay á thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.